Về già mà có quan hệ kiểu này là rất sướng. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này luôn tuân theo quy luật của tự nhiên. Con người sinh ra, lớn lên và già đi, đó là quy luật tuần hoàn của cuộc đời con người. Con người được sinh ra và già đi. Tuổi già là một trong những thứ mà con người thấy đáng sợ nhất. Nhưng ai rồi cũng phải trải qua tuổi già, không một ai có thể trẻ mãi được và không một ai dám khẳng định rằng mình không già đi. Tuổi trẻ đến với chúng ta không quá đột ngột, nó đến từ từ theo năm tháng, thời gian. Chỉ là con người ta không hề để ý đến thời gian đang chạy của nó. Con người, ai sinh ra đều có những tình cảm, cảm xúc của mình và có những ham muốn riêng. Tuổi già cũng vậy. Khi đi quá nửa đời người rồi, con người ta lại càng cảm nhận được rõ hơn những mong muốn của mình. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây, quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, cụ ông 70 tuổi đòi ly hôn vì không được thỏa mãn chuyện ấy. Không được vợ thỏa mãn chuyện ấy, cụ ông đâm ra giận dỗi, cáu bẳn, thậm chí còn không ăn, không uống để biểu tình. Có lần, cụ còn nhất quyết đòi ly hôn với cụ bà. Một chiều đầu tháng 9 năm 2016, có mặt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để khám bệnh là một cặp vợ chồng cao tuổi. Nhìn bên ngoài, khó phát hiện được họ mắc bệnh tật hay bất cứ vấn đề gì về rối loạn tâm thần. Khi được gặp bác sĩ, cụ bà trình bày, chồng bà là ông V, dù đã gần 70 tuổi nhưng sức vóc khỏe mạnh, nhu cầu tình dục vẫn còn cao. Trong khi đó, bà bằng tuổi ông nhưng những ham muốn đã nguội lạnh gần 20 năm nay. Thời gian gần đây, chồng bà luôn có những biểu hiện bất thường. Lúc nào ông cũng có nhu cầu về chuyện ấy. Bất kể thời điểm nào trong ngày, chỉ cần có cơ hội là ông lại đòi hỏi. Và mỗi lần như vậy, bà vô cùng khổ sở và sợ hãi. Cực chẳng đã, bà phải nói chuyện với các con để tìm phương án. Nghe tin này, con trai, con gái, dâu, rể của bà đều ngã ngửa, vô cùng choáng váng, cho rằng những chuyện như vậy là sai trái, các con quyết không đồng tình việc làm của cụ. Cụ ông đâm ra giận dỗi, cáu bẳn, không ăn không uống để biểu tình. Thậm chí, có lần cụ còn đòi ly hôn với cụ bà vì không thỏa mãn chuyện ấy. Thấy tình hình sức khỏe tinh thần ông cụ sa sút, nên các con cùng cụ bà tìm cách đưa ông đến viện điều trị. Theo lời kể của một số bác sĩ, khi được người nhà đưa đến, cụ ông vẫn không quên đưa mắt nhìn phụ nữ. Trước đó, cụ vẫn sinh hoạt chuyện ấy với vợ một cách bình thường. Gần 4 năm trở lại đây, cụ bỗng dưng thay đổi, lúc nào cũng có nhu cầu về chuyện ấy. Nhiều đêm, nếu vợ không đáp ứng, cụ ông mất ngủ, phải đi vòng quanh nhà, thậm chí tìm cách tự thỏa mãn vì nhu cầu tăng cao. Trước những biểu hiện lạ của chồng, cho rằng ông bị ma ám, nên một mặt cụ bà mời thầy về làm lễ, mặt khác tìm đủ các thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc về ngâm rượu, bắt ông uống. Nhưng các triệu chứng trên cũng không thuyên giảm, mà ông còn phải cấp cứu vì ngộ độc nặng. Theo thạc sĩ bác sĩ La Đức Cương, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, những hành vi tình dục bất thường trên mà chúng ta hay gọi là lệch lạc, biến thái, thường được xếp vào nhóm bệnh tâm thần, một rối loạn sở thích tình dục. Rối loạn sở thích tình dục gồm nhiều dạng, loạn dục đồ vật, loạn dục phô trương, phô dâm, loạn dục nhìn trộm, loạn dục gây đau chủ động và bị động, bạo dâm, đa rối loạn. Ngoài ra, xu hướng tình dục quá độ, cuồng dâm thuộc nhóm rối loạn chức năng tình dục không do rối loạn hay bệnh thực thể, cũng là một dạng rối loạn hay được nhắc đến. Nhìn chung, khi mắc các chứng bệnh này, người bệnh thường bị xã hội cho là có vấn đề về nhân cách, nhưng đúng hơn, họ đang gặp các vấn đề thuộc về tâm thần. Đối với nam, nguyên nhân là do tuyến tùng nằm cạnh tuyến yên đã kích thích tế bào Erik, làm tăng khả năng sản xuất tinh trùng. Với nữ giới thì ngược lại, tăng hormone buồng trứng, làm tăng nhu cầu tế bào hưng cảm. Việc tăng trạng thái hưng cảm khiến gia tăng đột ngột nhu cầu tình dục thường thấy ở những người sử dụng nhiều rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích.
những đối tượng này có tuổi tình dục ngắn, nhưng nhu cầu và tần suất hoạt động tăng một cách quá mức. Họ luôn trong trạng thái bị ám ảnh bởi vấn đề tình dục. Việc ám ảnh này làm họ trong một ngày có thể quan hệ tình dục mấy chục lần. Người bệnh cần khám, kiểm tra về mặt tâm lý, tâm thần và thực thể, xem có bị bệnh gì không để điều trị giảm bớt trạng thái kích động về tình dục. Thạc sĩ Cương cũng cho hay, do thần kinh bị hưng phấn quá mức, việc điều trị cho các bệnh nhân này thường phải sử dụng thuốc an thần kinh giúp giảm trương lực mạch máu, giảm việc máu dồn xuống các bộ phận sinh dục, tạo nhu cầu tình dục. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải dùng thuốc để góp phần giảm khả năng tình dục và các biện pháp tâm lý đi kèm. Thông thường, các trường hợp cuồng dâm do hưng cảm, sau khi điều trị qua cơn, bệnh nhân sẽ bình thường. Tuy nhiên, do bệnh dễ tái phát, nên bệnh nhân thường phải điều trị duy trì lâu dài để ngừa lên cơn. Nếu không uống thuốc ngừa hoặc điều trị không đúng, khi tái phát bệnh sẽ càng nặng về cường độ và càng khó điều trị. Chúng tôi thường gặp cả vợ, chồng của bệnh nhân để tư vấn, cho họ thời gian suy nghĩ xem có đủ sức thông cảm và đồng hành với người bệnh trong quá trình điều trị hay không, vì đây là một chặng đường dài và khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức ở bên người thân bị mắc chứng bệnh thường bị xã hội lên án này. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của người bạn đời thì việc điều trị sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, thạc sĩ Cương nói. Câu chuyện thứ hai, U70 đua đòi ngoại tình. Đang xới cỏ cho mấy luống lạc ở khu đồng mào, bà Thu, năm nay 67 tuổi, vội ngừng tay cuốc ngẩng đầu lên do có tiếng bà Lan là người hàng xóm gọi. Bà Lan vẫy tay gọi, này, lợi đầu bờ tôi bảo nhỏ cái này. Bà không thử về sớm xem thế nào, chứ lúc tôi đi ngang qua cổng nhà cô Thình thì thấy người ta kháo nhau ầm lên rằng ông Nam chồng bà sang đó tặng tiệu với cô Thình và bị chồng cô ta bắt được. Thật thế sao? Bà Thu sốt ruột hỏi lại. Thì tôi cũng nghe láng máng là như vậy, bởi lúc tôi đi qua thấy đông người và ầm ĩ cả xóm. Tôi hỏi có chuyện gì thì mấy người nói vậy, chứ tôi cũng không nhìn thấy cô Thình hay ông nhà bà đâu cả. Được bà hàng xóm thông báo như vậy, bà Thu vội vàng bỏ dở buổi xới cỏ lạc, chạy về làng xem sự thật như thế nào. Vừa đến sân nhà, bà cũng gặp ngay cô con gái lớn lấy chồng cùng xóm ngồi ở bậc cửa. Thấy bà về, nó khóc méo bảo, con cũng đang đi làm, thấy người ta mách là bố mò sang nhà cái Thình ngủ với nó và bị chồng nó bắt quả tang nên con vội chạy về ngay. Trời ơi, thế này thì xấu hổ với dân làng quá mẹ à. Thế ông ấy đâu rồi? Bà Thu hỏi con gái. Thì chồng cái Thình và người nhà nó gọi công an xã áp giải bố con lên hội trường xã rồi còn gì, mà cả cái Thình cũng phải lên. Chuyện ông Nam chồng bà Thu năm nay đã gần 70 tuổi, còn đổ đốn ngoại tình với gái trẻ đã có chồng, chẳng mấy mà lan truyền ra cả xóm, cả làng, khiến cho bà Thu và các con cháu của ông bà đều cảm thấy rất xấu hổ. Một người đã lên chức ông nội, ông ngoại, đáng lẽ ra phải sống sao cho đúng mực, phải đạo lý để con cháu noi theo. Đằng này ông đổ đốn chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt vợ, con và các cháu. Sau cái vụ đó, ra đường, thi thoảng bà Thu vẫn nghe tiếng thiên hạ người ta nói khái, đại loại như lão ấy già con dê, chẳng khác gì con chó đực đi nhảy lung tung. Nghe được những lời đàm tiếu ấy, bà càng xấu hổ về người chồng già mất nết ấy. Thực ra, bà Thu quá hiểu tính của ông Nam. Chồng bà từ khi còn trẻ, vốn là một người ít nói, ít giao du và không hề mắc la mày láo với gái trẻ, gái lạ, nên bà rất tin tưởng, an tâm. Thế nhưng, từ khi bước qua tuổi 50, chồng bà sinh đổ đốn khi hay la cà, giao tiếp với những cô gái quá lứa lỡ thị trong xóm, hoặc những cô gái trẻ đã có chồng, nhưng chồng hay vắng nhà. Bà quá biết cái tính mất nết ấy của chồng, nên đã không ít lần khuyên bảo. Có lần, bà nói với ông già rồi, sống phải làm gương cho con cháu, đừng có tòm tem nhăn nhít dớ dẫn để xấu mặt mọi người. Ông Nam dội bảo, bà cứ lo xa, nghi ngờ không có cơ sở,
tôi ngần này tuổi rồi, ai lại đi làm những cái chuyện không phải phép. Thì tôi là cứ dặn ông trước như thế, ông liệu mà sống. Những buổi nói chuyện giáo huấn vợ chồng như vậy, thường là sau khi bà Thu nghe láng máng người làng, người ta đồn thổi ông đến nhà cô này, tạt qua nhà cô nọ mà họ nhìn thấy. Từ cái hôm ông Nam bị bắt quả tang ngủ với cô Thình, bị ăn đòn và bị phạt vạ 10 triệu đồng, thì ông cũng ít ra khỏi nhà, chỉ khi nào có việc cổ bàn họ hàng, ông mới đi. Dường như ông cũng cảm thấy xấu hổ, bởi không xấu hổ sao được, khi đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, con cháu đề huề mà còn đi làm cái chuyện ngoại tình, khiến làng xóm cười chê. Chuyện ngoại tình hữu hóa trong xã hội thì ở thời nào cũng có, và có khá nhiều, nhất là với những người trẻ. Chuyện đổ đốn như ông Nam ở trên cũng không phải là hiếm, nhưng sự thể phần nào có thể chấp nhận được khi ông tìm những người bạn già để giải bày tâm sự. Đằng này, ông lại đổ đốn đi tìm cỏ non để giải trí. Vì thế, khi chuyện vỡ lở ra và bị con cháu xã hội cười chê là điều hiển nhiên. Câu chuyện thứ ba, suýt bỏ gia đình theo bồ trẻ, vị đại gia Hà Nội nhận cái kết không ngờ. Bà Nga nhớ và dai dứt nhất là câu chuyện của một vị đại gia Hà Nội cách đây 3 năm. Người này làm trong lĩnh vực bất động sản, nổi tiếng giàu có. Không chỉ có sự nghiệp viên mãn, ông còn có một gia đình hạnh phúc với người vợ Tào Khang gắn bó từ thời tay trắng, cùng hai cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp. Thế nhưng, không bằng lòng với những gì mình có, vị đại gia này luôn canh cánh mong ước có con trai để nối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp mà mình gây dựng. Tuy nhiên, người vợ vì sức khỏe kém không thể sinh nở thêm. Vì nỗi lòng này mà ông hắt hủi vợ con, nhiều khi lấy lý do đi công tác để vắng nhà biền biệt. Trong một lần đi ký hợp đồng, vị đại gia này quen một cô gái kém 10 tuổi. Hai người nhanh chóng phải lòng. Ban đầu, ông chỉ xác định đây là mối quan hệ qua đường, nhưng không ngờ cô gái thông báo mình mang thai. Đi siêu âm, vị đại gia hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo là con trai. Ở tuổi ngoài 50, người đàn ông này không thể ngờ niềm mong ước trăn trở bấy lâu lại thành sự thật. Ông không tiếc tiền mua cho cô gái trẻ một biệt thự để ở, một chiếc xe hơi đắt tiền, chưa kể hàng tháng còn chu cấp một khoản tiền để cô yên tâm dưỡng thai, bà Nga kể lại. Đứa trẻ ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của vị đại gia. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô bồ trẻ ngày càng có những yêu cầu quá đáng. Không chỉ đòi hỏi việc sang nhượng một phần tài sản cho mình, cô gái còn yêu cầu người đàn ông U60 phải ly dị vợ, mang sính lễ cưới hỏi đàng hoàng để con trai cô có một gia đình đầy đủ trọn vẹn. Lời đề nghị này khiến vị đại gia vô cùng khó xử. Một mặt ông cưng chiều đứa con trai như món quà vô giá ông trời ban tặng, không muốn con chịu bất cứ thiệt thòi nào. Mặt khác, ông cũng bị giằng xéo bởi tình nghĩa với người vợ đầu và hai cô con gái hiểu chuyện tài giỏi mà ông hết mực yêu thương. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô con gái cả của vị đại gia biết chuyện bố có vợ bé đã suy sụp. Cô thương mẹ nên vẫn giấu kín mọi chuyện, nhưng đã tự mình âm thầm điều tra. Người con gái này đề nghị bố đi xét nghiệm ADN. Nếu đứa trẻ thật sự là giọt máu của ông thì sẽ nghĩ cách để mẹ cô chấp nhận. Cô con gái cùng vị đại gia mang chiếc tóc của đứa trẻ đến trung tâm tôi với một tâm trạng hồi hộp. Niềm hạnh phúc có con trai khiến ông không có một chút nghi ngờ nào với đứa trẻ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại cho thấy đứa bé không cùng huyết thống, bà Nga nói. Vị giám đốc trung tâm kể, nhận kết quả, vị đại gia suy sụp, không tin vào mắt mình, liên tục hỏi đi hỏi lại về tính xác thực của xét nghiệm, rằng liệu có sự nhầm lẫn nào không, bà Nga đã phải giải thích. ADN là khoa học và khoa học thì không có sai sót. Chuyên gia này chia sẻ, mất mát về tiền bạc với vị đại gia này không là gì với sự đau đớn khi bị lừa dối. Có điều, ông vẫn may mắn khi có người con gái hiểu chuyện, tha thứ cho lỗi lầm của bố. Điều quan trọng nhất là
vị đại gia vẫn chu mù quáng bỏ vợ con, gia đình để theo bồ trẻ với đứa con không cùng huyết thống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!